Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, tọa đàm trực tuyến giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn Doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi tọa đàm. Cùng tham dự có Đại sứ Michael Michalak, Phó Chủ tịch cấp cao và Giám đốc điều hành khu vực Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, cùng gần 30 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN ghi nhận những nỗ lực trong kiểm soát dịch bệnh của chính phủ Việt Nam, từ đó đưa ra các đề xuất liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ đang đề xuất cho phép mở cửa thí điểm lại thị trường du lịch quốc tế, chọn Phú Quốc làm điểm đến đầu tiên theo quy trình bong bóng du lịch khép kín. Sau khi thành công ở Phú Quốc, sẽ chọn các địa phương mà khách quốc tế quan tâm có điều kiện tốt về phòng chống dịch bệnh như Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy kinh doanh du lịch đạt hiệu quả nhất, khẳng định công tác truyền thông là vấn đề quan trọng. Bộ trưởng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN dựa trên nền tảng tiến bộ về công nghệ thông tin để hỗ trợ Việt Nam lan tỏa các chương trình truyền thông, quảng bá mạnh mẽ nhằm phục hồi ngành kinh tế không khói là du lịch. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cam kết sẽ tạo điều kiện nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm đến Việt Nam như một điểm đến an toàn. Ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị tham vấn chính sách nhằm tích hợp bản đồ rủi ro kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu vào khuôn khổ chính sách phát triển nông nghiệp Việt Nam. Bản đồ rủi ro kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu CSMAP được phát triển theo đặc điểm sinh thái, khí hậu, rủi ro thiên tai của 5 khu vực tại Việt Nam cho sản xuất lúa, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Đã được áp dụng tại 5 vùng sinh thái, giúp nông dân giảm thiểu thiệt hại khi ứng phó với rủi ro khí hậu như lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn. Giải pháp hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho người dân để người dân có thể thích ứng tốt nhất trong cái điều kiện biến đổi khí hậu. Ở đây tôi nói là CSMAP, đây là một công cụ để hỗ trợ người dân trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đối với sản xuất lúa. 5 tập bản đồ CSMAP cho 5 vùng sinh thái của Việt Nam đã được chuyển giao cho các đối tác địa phương nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho đơn vị thực hiện và bảo đảm việc phát triển được hiệu quả, bền vững. Và cũng trong ngày hôm nay, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 13, ngành nông nghiệp đã tổ chức lại các mô hình hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012. Đến nay, cả nước có hơn 18.000 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm 70% hợp tác xã toàn quốc. Tuy nhiên, nhiều mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp đã xuất hiện những tồn tại như sản xuất manh mún nhỏ lẻ, chưa ứng dụng được nhiều khoa học công nghệ trong sản xuất để đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Đẩy mạnh cái việc ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ số, khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Các hợp tác xã phải liên kết với các doanh nghiệp để xây dựng các chuỗi giá trị ngành hàng, không những là cung ứng nông sản trong nước mà tiến tới đưa nông sản của chúng ta ra hội nhập với quốc tế. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực, định hướng mục tiêu đến năm 2030, cả nước sẽ xây dựng và phát triển được 25.000 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 10.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 60% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Chiều nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã liên hệ để làm thủ tục đầu tư mới và tăng vốn. Trong đó, 2 công ty vừa được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản với tổng số vốn là hơn 84 triệu đô la Mỹ. Dù bị ảnh hưởng rất nặng nề do dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của địa phương, thực hiện phương châm xuyên suốt chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, nên tính từ đầu năm đến ngày 19 tháng 10, tỉnh Đồng Nai đã thu hút được tổng số gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, đạt 156% kế hoạch đề ra năm 2021. Hiện trong số 31 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ bình quân cho thuê đất đã đạt hơn 84% diện tích. Điều này khiến nhiều tập đoàn, công ty hàng đầu trên thế giới đến tìm hiểu đầu tư mở nhà máy sản xuất kinh doanh vào các khu công nghiệp ở Đồng Nai gặp khó khăn do không đáp ứng được theo yêu cầu về diện tích cho thuê.
Đây cũng là một trong những lý do chính mà tỉnh Đồng Nai đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 5 khu công nghiệp trên địa bàn với tổng diện tích hơn 7.100 ha và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.